với bệnh nhân nữ 29 tuổi. Mời Yên Minh ạ. Yên Minh kết nối được chưa ạ? Dạ rồi ạ. Em xin chào thế nào thầy các cô và các bạn đồng nghiệp. Em xin phép được trình bày bệnh nhân vừa thị người nữ 29 tuổi, địa chỉ Há Tỏ Sò, Lũng Cù, Mèo Vạc, ngày vào viện lúc 22:36 ngày 7/6/2021. Lý do viện là đau bụng vùng thắt lưng trái. Bệnh sử thì bệnh nhân có cái tiền sử là tiêm thuốc tránh thai cách đây khoảng 1 tháng và không có tiền sử về chấn thương. Bệnh sử thì bệnh theo lời kể thì bệnh nhân ở nhà tự nhiên xuất hiện đau bụng ở vùng hố chậu trái thắt lưng cách đây 10 ngày, đau mịt tăng dần, vào viện Mèo Vạc ngày 6/6 với lý do đau dữ dội vùng hố chậu trái thắt lưng, sau đó được chuyển bệnh viện Yên Minh điều trị tiếp. Tình trạng lúc bệnh nhân vào thì bệnh nhân tỉnh, đau dữ dội vùng hố chậu trái thắt lưng trái, sau khi sử dụng giảm đau giãn cơ thì bệnh nhân đỡ đau dần. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân là bệnh nhân tỉnh còn đau bụng âm ỉ hố chậu trái thắt lưng trái, da niêm mạc kém hồng, bụng thì mềm toàn bộ, gan lách không sờ thấy, dấu hiệu chạm thận âm tính, các điểm niệu quản âm tính. Đây là các xét nghiệm qua các ngày của bệnh nhân. Chẩn đoán của bọn em là theo dõi angiomyolipoma thận trái, theo dõi chuyển ngoài, thiếu máu chưa rõ nguyên nhân. Em xin được hướng chẩn điều trị cho bệnh nhân tiếp ạ. Vâng, cảm ơn Yên Minh. Mời thầy Cương. Hình ảnh siêu âm thì thầy có comment được không? Vâng ạ, kính thưa thầy Thành, thưa các bác sĩ ở cái điểm cầu. Trước hết là đây là một bệnh nhân nữ 29 tuổi thì có bệnh nhân có cái kết quả siêu âm trước. Bệnh nhân này siêu âm thì siêu âm đầu dò âm đạo thì thấy có về hình ảnh thì thấy có tử cung thì buồng tử cung trống và cái niêm mạc thì khá dày. Kèm theo là xung quanh của cái tử cung thì không rõ khối. Thế thì trên cái siêu âm thì chúng ta chỉ nhận định được thế thôi. Và cái hình ảnh CT thì bởi vì bệnh nhân lại vào viện vì cái một cái đau thắt lưng bên trái dữ dội cho nên là chúng ta tập trung cái bên trái thì bên thắt lưng trái nó tương ứng với cái vùng thận trái, nó có một cái khối này là tăng tỷ trọng tự nhiên. Khi mà tăng tỷ trọng tự nhiên như thế này và có kèm theo thâm nhiễm nhẹ là xung quanh ở quanh thận như này thì số 1 chúng ta phải nghĩ là chảy máu chứ không có không phải là u thận ở đây được, hoặc là có thể u thận nhưng là u thận chảy máu. Đấy, tuy nhiên là cái thì sau tiêm thuốc cản quang thì chúng ta thấy rằng cái thận, cái hình dáng của cái quả thận nó vẫn còn tương đối nguyên vẹn, và cái máu mà tăng tỷ trọng tự nhiên ở đây là máu ở ngoài thận, tức là nó tự máu ở bao thận. Vâng. Thì một cái chảy máu đột ngột ở bao thận như thế này thì nó sẽ giải thích là bệnh nhân tại sao lại đau dữ dội như thế. Thông thường ấy thì với một bệnh nhân trẻ không bị chấn thương và đập gì hết vào đây mà lại tự nhiên lại có một cái khối máu tụ ở quanh thận thì tiêm thuốc cản quang lên là bắt buộc rồi, và để xem liệu có một cái dị dạng mạch gì đó ở đây mà nó chảy máu nó thoát thuốc ra không thì chúng ta để tập trung điều trị. Thì đây là một cái cần phải bổ sung lại trong cái chẩn đoán. Ngoài ra ấy, thì bệnh nhân này không có cái rối loạn gì về đông máu nữa thì lại càng nghĩ đến là có thể là một cái mạch máu nào đó ở dưới bao thận, có thể một va đập rất là nhẹ hoặc là thậm chí là nó tự phát nó vỡ, nó chảy máu. Thì cũng như vậy thì với cái khối ở thận này thì chúng tôi nghĩ đến là một cái chảy máu ở quanh khối máu tụ ở quanh thận, và nhiệm vụ của chúng ta là phải xem là thứ nhất là nguyên nhân là do cái gì, thứ hai là liệu là nó có đang chảy hay không. Vì là bệnh nhân này tôi thấy để ý thấy cái hồng cầu với cái hemoglobin nó giảm, ta có dấu hiệu của mất máu, và cái khối này nó có tăng dần lên hay không. Đấy, tăng dần lên tức là nó vẫn đang tiếp tục chảy máu và chúng ta bắt buộc phải can thiệp vào đây. Đấy. Quay trở lại tiếp thì một cái dấu hiệu ủng hộ mất chảy máu nữa là chúng ta nếu mà chảy máu chúng ta nhìn thấy thâm nhiễm cái khoang mỡ ở quanh thận này rất là rõ. Cực dưới này nữa. Đấy, cực dưới thì cái cơ thắt lưng chúng ta nhìn thấy nó không còn nhẵn nữa, không còn liên tục nữa, thì nó phù hợp với một cái khối máu tụ và nó sẽ thâm nhiễm ở quanh cái tổ chức sau vùng mạc quanh thận như thế này. Đấy, còn lại thì lại có một cái nữa, lại cũng gần như là không liên quan lắm đến cái thận, đấy là cái beta HCG của bệnh nhân rất là cao. Tuy nhiên là một là trên cái siêu âm ấy, thì chúng tôi cũng không nghĩ đến là bệnh nhân này có thai, vì với cái beta HCG tăng cao như này thì
thai nó phải khá lớn, tuy nhiên là không thấy một cái có thai trong buồng tử cung. Và bên cạnh tử cung thì các anh cũng siêm đầu dò thì cũng không thấy nữa, thì tí nữa thì nhờ thầy cần thì sẽ xem. Thì như vậy thì với cái chẩn đoán hình ảnh ấy, thì chúng tôi sẽ hướng đến một cái chẩn đoán là khối máu tụ ở dưới bao thận. Và nguyên nhân thì chúng ta cũng chưa rõ được là do cái gì, và đó lại là có tình trạng chảy máu. Ở đây thì cũng không liên quan đến cái bệnh cảnh lâm sàng, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải mô tả trong cái hình ảnh của CT đấy là một cái tổn thương gan. Chúng ta xem cái gan phải nó có một cái khối gì đó nó hơi giảm tỷ trọng một chút, tại vì là cái trên cái phim chụp mà trước tiêm và sau tiêm với cắt lát cắt tương đối dày như thế này thì khó để nhận định, nhưng mà chúng ta hãy nhìn thấy có một cái khối giảm tỷ trọng như này, nhưng mà chưa được mô tả trong cái phần kết quả của chúng ta. Và những cái khối mà như thế này thì bệnh nhân trẻ không có tiền sử viêm gan như này thì có thể là một u máu hoặc là một tổn thương viêm gan do sán mà nó không có cái biểu hiện triệu chứng ra, cho nên là tình cờ chúng ta thấy được. Thì rồi sau này chúng ta cũng phải làm rõ cái vấn đề này nữa. Và cái chụp cắt lớp này là chụp ở Yên Minh đúng không ạ? Yên Minh nghe được không ạ? Vâng ạ. Vâng. Cũng khá tốt. Và trên cái CT bụng thì Yên Minh cũng đã mô tả về cái tổn thương gan rồi thầy Cương. Vâng. Cảm ơn thầy Cương và xin mời ý kiến của giáo sư Tuấn ạ. Thưa thầy Thành và kính thưa tất cả các bạn. Vừa rồi thì các bạn đã được xem cái hình ảnh chẩn đoán hình ảnh và là có một cái vấn đề chảy máu phù hợp với cả những cái bệnh cảnh của lâm sàng, cũng giống như bệnh cảnh của cái xét nghiệm đi kèm. Bệnh nhân là 29 tuổi, tất nhiên là trong thời kỳ mà bệnh nhân có thể có thai bất kỳ lúc nào, mặc dù bệnh nhân tiêm thuốc tránh thai nhưng mà tiêm cách đây một tháng thì đôi khi là gì chưa kịp có tác dụng thì đôi khi thậm chí chữa trước. Đấy là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, bệnh nhân này chắc chắn là có thai hoặc có gì, vấn đề gì đó liên quan đến có thai, tại vì cái beta CG tăng rất cao. Tại chúng ta biết rồi, beta CG tăng rất cao thì chắc chắn liên quan đến có thai. Đấy là điều thứ hai. Điều thứ hai nữa là khi đã có thai, beta CG khẳng định có thai này rồi, thì thai nó còn tồn tại hay nó đã vượt ra khỏi, hoặc là ra khỏi tử cung bằng cách là xảy ra ngoài hoặc vượt ra ngoài vào trong ổ bụng hoặc là ấy trở ngoài dạ con. Thế thì việc đầu tiên vượt ra ngoài có không, thì ở đây các bạn không thấy nói gì về kinh nguyệt, có gọi ra máu gì không, có xảy chiếc đau bụng hay xảy ra cái gì hay gì không. Nhưng mà nhìn vào diễn biến của beta CG thì mới đầu ngày mùng 7 và ngày mùng 8 hai cái liên tiếp thì cảm tưởng chúng ta thấy rằng như cái sảy thai tại từ 29.300 tụt xuống 165.000. Thế nhưng mà rất may chỉ thầy Cương vừa ở bên cạnh vừa cho tôi xem cái kết quả sau đó 2 ngày nữa, tức là mùng 10. Và thì nó là 1.500 bao nhiêu đó, tức là không giảm đáng kể. Chứng tỏ là gì? Thai chắc là chưa ra khỏi cơ thể. Và đồng thời các triệu chứng không thấy đưa để mà chúng ta nói rằng có thể xảy thai hay không. Như vậy cái thai nó còn lẩn quất đâu đây? Rõ ràng không có trong buồng tử cung, tại vì niêm mặt tử cung rất mỏng. Đấy là điều thứ hai. Mới một cái nồng độ cao như thế này thì chúng ta nếu trong buồng tử cung chắc chắn là nó phải thấy thai, hoặc là thai bình thường hoặc là thai bất thường, ví dụ như triệu chứng. Đúng không ạ? Hoặc là thai lưu gì đó. Thế nhưng cái này nhưng mà cái này thì không có. Vì vậy bắt buộc chúng ta phải nghĩ nó ở đâu đó. Có thể nó ở gần, ngay cạnh, ở vòi trứng, thứ chỉ chúng ta nhìn thấy nó dễ. Nhưng không loại trừ nó ở trong ổ bụng, ở các nơi. Ví dụ như gan, lách, vân vân là trong ổ bụng chúng ta thường hay gặp nhất. Nhưng đôi khi tạo hóa nó chớ trêu, nó trong ổ bụng đó nhưng mà còn vượt ra ngoài của ổ bụng, từ sau ổ phúc mạc. Sau phúc mạc mà hố thận là một nơi mà ưa thích của nó, mà chúng tôi đã gặp vài ba trường hợp, thậm chí có cả tim thai, hình thai nằm trong hố thận, bao thận. Thì đấy là cái mà chúng tôi cũng đã từng gặp như thế. Thế trên bệnh nhân này thì chắc chắn là không có xung quanh tử cung. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai, cái mất máu này không phải chảy vào trong ổ bụng. Tại nếu chảy trong ổ bụng thì chắc chắn chúng ta phải nhìn thấy. Thứ ba nữa, nó có ở gan ở lách không? Cái hình ảnh ở gan đấy thì nó không tương xứng với hình ảnh
với mức độ của nồng độ beta CG cũng như là gì, nếu có chảy máu đấy gây mất máu như thế này chắc chắn phải trong bụng, tại nó vẫn trong khoang bụng. Vâng. Thế vì vậy chắc chắn mất máu là có, và mất máu ở đâu chỉ có một cái gợi ý, ngoài bao thận. Và ngoài bao thận đấy có cái khối như thế cộng với beta như vậy, và Ivan chỉ đã công nhận và bọn tôi gặp thường xuyên, không phải hiếm. À, cũng phải ví dụ như tôi cũng phải gặp 3-4 trường hợp đó là gì, nằm ở bao gạo à, thì nó chui ra ngoài, gọi chui ra ngoài phúc mạc đấy, đấy nó hay nó xuyên phá đi ra ngoài đấy, và có thể cái này là giải thích được nó nằm ở đấy và nó chảy máu và nó tạo thành khối như kiểu khối huyết tụ, đúng không ạ? Thế còn liệu cái khối đấy nó có phải cái khối gì liên quan thai nghén mà nó gây chảy máu không? Thì có một cái trường hợp nữa, nó có thể có nhưng nó phải có tiền sử thai nghén trước đấy. Đó, và cái hình ảnh của siêu âm nó sẽ, CT nó sẽ khác. Cũng như nồng độ beta nó sẽ diễn biến khác. Đó là bệnh nguyên bào nuôi mà cái khối đấy người ta gọi khối di căn chẳng hạn, sẽ chảy máu. Khối di căn đấy nó thể gan ở lách ở đâu đấy, ở dạ dày, rồi là thậm chí ở não vân vân, chúng ta đều biết là có thể thế, không hợp hướng. Nhưng cái diễn biến beta cộng với cả hình ảnh như thế này thì không nghĩ tới. Wow. Thì mà ở đây là nghĩ tới mà lại chảy máu như thế này nữa. Cái kia nó chảy máu chỉ ghê lắm. Còn cái này đang chảy máu và khu trú được có cái bao, nhìn ở trên đấy nó khá là cái bao, nó may là có cái bao nó bọc lại. Thành ra nó đang mất dần mà cũng có thể xếp vào loại giống như huyết tụ thành nang. Và nó cứ mất máu từ từ tan máu trong cái khối đó và gây ra thiếu máu. À, do vậy là cái trên bệnh nhân này có lẽ là chúng ta phải nghĩ tới một cái khối trưởng ngoài dạ con mà bắt đầu nó đang trở thành, chứ chưa dám khẳng định, trở thành một cái khối huyết tụ thành nang ở ngoài bao thận. Và trong trường hợp như thế này chỉ bắt buộc chúng ta phải can thiệp thôi, nó mất máu. Tại nó vẫn mất máu thì chúng ta phải can thiệp. Can thiệp thì những trường hợp trước bọn tôi thì vẫn mổ nội soi, đưa vào xong rồi lấy nó ra, nhưng mà khó khăn, khá là khó chứ không phải dễ. Thì đấy tùy các bạn. Còn nếu mà không có kinh nghiệm sản đừng dính vào, mà hãy mời ngoại khoa bên chuyên khoa tiết niệu người ta giúp trong trường hợp này. Và chắc là phải can thiệp thì mới giải quyết được. Và sau khi can thiệp xong thì các bạn tiếp tục theo dõi cái beta CG như nào và lấy giải phẫu bệnh ra sao. Đấy là ý kiến của bên chuyên khoa chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, như vậy ý kiến của thầy Tuấn là bây giờ chúng ta phải xử lý can thiệp để lấy cái khối máu tụ này và cầm máu, đúng không? Vâng. Và làm chuẩn đoán nguyên nhân được luôn. Vậy xin hỏi thầy là nếu mà với cái tỷ lệ trở ngoài tử cung ở cái vị trí này thì thông thường nó là bao nhiêu, là cái thứ nhất. Câu hỏi thứ hai tức là vậy thì cái việc mà bệnh nhân tiêm cái thuốc tránh thai đấy có phải là nguyên nhân gây ra cái chảy máu này không? Thứ nhất là tiêm thuốc tránh thai thì câu hỏi thứ nhất luôn, tại vì tránh thai thì tiêm thuốc tránh thai thì thường là có một cái loại thuốc tránh thai prozetin, nó tiêm cứ 3 tháng một lần. Thì nó thường gây trong kinh trong huyết nhiều hơn chứ còn hoặc là mất kinh chứ còn không phải là cái nguyên nhân trực tiếp gây ra trưởng ngoài dạ con. Đấy là cái chắc chắn là như vậy. Chứ không sau là mọi người bảo không tiêm đâu, trưởng ngoài dạ con chết chứ cũng không đúng. Hai là thứ hai nữa là cái tỷ lệ là bao nhiêu, chúng ta biết rồi, trưởng ngoài dạ con thì cái tỷ lệ trưởng ngoài chữa trong ổ bụng thì không nhiều, chữa trong ổ bụng hiếm chứ không phải không. Đặc biệt ở chữa vùng hố thận thì mang tính chất ca đơn thuần nhiều hơn. Ví dụ như một có những năm bọn tôi không gặp, nhưng có những năm cách đây 7-3 năm chỉ một năm bị 2 lần gặp chữa ngoài chữa ở trong hố thận. Tức là những cái ca nó không phải là thường xuyên, nó hiếm. Và tức là câu hỏi là cái thuốc đó, cái thuốc mà thầy nói nó có gây cái sẩy và nó gây chảy máu hay không, chứ không phải là gây không... Cái này thì nó không gây sẩy, không chảy máu. Cái thuốc tránh thai không gây sẩy, không chảy máu. Vâng. Vì đề phòng tức là trường hợp đã có sẵn ở đấy rồi. Vâng. Sau đó chúng ta tiêm cái thuốc đó và nó mới gây chảy máu. Không có đúng không? Vâng. Ý kiến về của chuyên gia về ung biếu có ý kiến không? Mời thầy hậu. Vâng. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Ở trường hợp này về ung biếu thì như thầy Tuấn phân tích thì về thì không có một cái, em không có ý kiến gì. Chỉ có một cái bệnh mà chúng ta loại trừ thì thầy Tuấn cũng đã nói và đã loại trừ rồi, đó là cái chữa trứng trong cái thời kỳ mang thai do beta CG tăng cao thôi. Xin hết. Vâng, cảm ơn thầy ạ.
Xin mời ý kiến của Yên Minh, và Yên Minh chúng ta có thể xử trí được cái ca này không ạ? Dạ vâng, em xin cảm ơn ý kiến của bác thầy ạ. Và sau là ca này em sẽ chuyển xuống với bệnh tỉnh để bệnh nhân có thể được xử trí tốt hơn ạ. Vâng, thế tình trạng thiếu máu của bệnh nhân bây giờ như thế nào rồi ạ? Tình trạng thiếu máu bệnh nhân nó được cải thiện, mặc dù bọn em không truyền đơn vị ống cầu nào và huyết sắc tố đã lên được 87 ạ. Vâng, như vậy có thể chuyển được lên bệnh viện tỉnh đúng không ạ? Vâng. Từ Yên Minh lên chỗ Hà Giang là bao nhiêu cây số đấy ạ? Dạ thưa thầy là khoảng 100 cây ạ. 100 cây chuyển đúng không thầy Tuấn? Hay là mời Hà Giang về giúp cho Yên Minh đúng không ạ? Tôi có ý kiến như này. Tức là bệnh nhân thì hiện tại như các bạn nói, tức là cái việc chảy máu nó không phải cấp cứu nữa, nhưng có thể nó vỡ bất kỳ thì nào, vì nó đang có bao thận, nó bao ở đấy. Thành ra là trong chiều ngoài dạ con các bạn đều biết rồi là nó có thể điều trị bằng nội khoa. Điều trị nội khoa, nếu mà trong những trường hợp mà phẫu thuật cảm thấy khó khăn quá, không khả năng được, thì chúng ta có thể điều trị nội khoa MTX trong trường hợp chảy ngoài dạ con như trường hợp này, nhưng không bảo đảm rằng nó có vỡ hay không vỡ. Thành ra trong trường hợp cái khối to như này đã có từng mất máu thiếu ấy như này rồi, thì theo tôi nghĩ điều trị nội khoa với nồng độ beta như thế này thì cũng là hơi mạo hiểm. Thì chúng ta vẫn cứ nên mà phẫu thuật được thì tốt cho bệnh nhân hơn chúng ta điều trị nội khoa. Đấy là câu hỏi thứ nhất, là có thể điều trị bằng phương pháp gì không, khác nữa không. Hai là trong trường hợp này có thể chuyển hay không, thì thực tế nếu mà như này thì hoàn toàn chuyển được, vì nó không thấy có dấu hiệu gì của cái mất máu cấp nữa. Nhưng trên đường đi có bảo đảm rằng khi di chuyển nó có ụt ra nữa không thì lại thì không ai dám nói. Nhưng hy vọng rằng với một cái bao thận như thế này, nhờ thầy Cương nhờ, nó có cái bao thận nó bọc như thế, thì hy vọng là nó cũng sẽ là cái khả năng vỡ nó ít hơn. Tại vì nhìn trên cái hình ảnh ấy thì khá là to cái khối máu tụ. Thứ hai, nhưng mà lại nhìn cái vỏ nó khá là rõ, khá là dày. Đúng không thầy Cương? Dạ vâng ạ, quả đúng như thế, nó nằm trong bao thận thì từ bao thận thì thường rất là nó dai. Cho nên là với cái khối máu tụ như này nó sẽ đang hiện tại thì đang không có chảy máu nữa, bằng chứng là cái huyết sắc tố nó tăng lên. Nó không giảm thì chắc chắn là đang không có chảy máu ở đây rồi. Thì mà cộng với bệnh nhân này đang ổn như này thì hy vọng là chúng ta có thể chuyển được và có thể chẩn đoán và điều trị được cho bệnh nhân này kịp được. Vâng, cảm ơn hai thầy. Đường từ Yên Minh về Hà Giang tốt chứ ạ? Không sốc quá chứ ạ? Dạ vâng, thưa thầy là có thể là sẽ chuyển được bệnh nhân an toàn xuống được ạ. Vâng, xin nhờ bệnh viện tỉnh Hà Giang chuẩn bị đón bệnh nhân này giúp cho ạ. Dạ vâng ạ, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang chúng em sẽ sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân này. Vâng, cảm ơn Yên Minh và Hà Giang, xin được chuyển sang đầu cầu.